Ở video buổi trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra được hệ thống cao độ. Và với các hệ thống cao độ này, nó sẽ tạo ra cho các bạn những cái view mặt bằng, để các bạn có thể tiến hành dựng cái dự án của chúng ta. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo, là bước chúng ta sẽ import các file CAD vào trong cái dự án này. Để import file CAD thì các bạn có nhớ rằng là chúng ta có hai loại bản vẽ, là bản vẽ mặt bằng kết cấu và bản vẽ mặt bằng kiến trúc, đúng không ạ? Và trong Revit nó cũng phân ra hai nhóm mặt bằng đấy khác nhau. Các bạn thấy ở trong phần Project Browser nó có hai cái bộ view là Structural Plans, tức là những view mặt bằng kết cấu. Còn Floor Plans là những cái view thường là những view mặt bằng kiến trúc. Bây giờ cái đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa các bản vẽ mặt bằng kết cấu vào. Thì để đưa các bản vẽ mặt bằng kết cấu thì chúng ta phải cần các view mặt bằng kết cấu trước. Thì đây các bạn thấy là hiện tại chúng ta bị mất đi view mặt bằng kết cấu tầng 1, tầng 2. Đúng không ạ? Thì để lấy lại thì cũng như cái lần trước chúng ta mình đã hướng dẫn các bạn là các bạn vào trong view và các bạn vào plan views. Lần trước để lấy lại view bản vẽ kiến trúc thì các bạn vào floor plans. Còn bây giờ các bạn sẽ vào là structural plan. Vào đây thì các bạn sẽ thấy là những cái cao độ mà nó không có bản vẽ mặt bằng ở bên kết cấu. Ví dụ mình cần bản vẽ tầng 1 và tầng 2. Còn đường và sân vườn mình không cần hai bản vẽ kết cấu này. Mình kích vào OK. Các bạn sẽ thấy chúng ta đã có những cái view mặt bằng kết cấu đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào kích đúp vào cái view mặt bằng kết cấu tầng 1. Kích đúp vào để nó màu đen hiện lên. Đây chính là view mặt bằng kết cấu tầng 1. Trong buổi trước thì mình đã hướng dẫn các bạn đó là tạo ra trích xuất những cái view bản vẽ mặt bằng tách ra từ file tổng, đúng không ạ? Và những cái file này đã được xử lý sạch sẽ và di chuyển về đúng tọa độ. Bây giờ mình sẽ quay lại Revit này. Mình vào mặt bằng kết cấu tầng 1 này. Mình vào lệnh insert. Thì để đưa một file CAD vào chúng ta sẽ có hai loại. Một là chúng ta sử dụng link CAD và một là chúng ta sử dụng import CAD. Link CAD sẽ sử dụng cho những cái bản vẽ mà khi chúng ta cần cái sự cập nhật, thay đổi, chỉnh sửa theo thời gian thì chúng ta sẽ dùng link. Link CAD này nó cũng dùng khi mà file CAD chúng ta nó chỉ ở trong một giai đoạn nào đó thôi, chứ nó không sử dụng mãi mãi, nó không tồn tại mãi mãi trong dự án. Ví dụ như cái bản vẽ mặt bằng khi chúng ta đưa vào, chúng ta dựng xong rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn xóa nó đi được. Và link này thì nó không phải là chúng ta đưa hẳn vào trong cái file Revit này, mà chỉ là sự liên kết của file Revit và file CAD mà thôi. Nó giống như là CAD Xref nếu bạn nào đã sử dụng. Và với cái công cụ link thì các bạn có thể update, cập nhật, chỉnh sửa hoặc là tắt bật khi không cần thiết và xóa đi không cần thiết. Được chưa? Còn các bạn cũng có thể sử dụng cái chế độ import, thì cái chế độ này nó giúp các bạn đưa hẳn một file CAD vào trong Revit. Cái này nó hay dùng trong những cái bản vẽ CAD mà nó không có sự chỉnh sửa và nó sẽ tồn tại mãi mãi trong dự án, ví dụ như là một chi tiết kỹ thuật, một cái chi tiết bộ cấu tạo thì chúng ta có thể dùng một cái file CAD. Và đây, trong trường hợp này là chúng ta dùng một cái bản vẽ mặt bằng thì các bạn vào trong link CAD cho mình. Sau đấy rồi các bạn dẫn đường link đến nơi mà các bạn lưu trữ. Mình vào CAD Input. Các bạn vào Import. Mình vào KC. Đây là những bản vẽ mặt bằng kết cấu đã được tách ra. Ví dụ mình chọn cái KC tầng 1. Sau đấy rồi mình sẽ không kích vội mà mình sẽ thiết lập ở đây. Thiết lập đầu tiên là các bạn hãy tích chọn cho mình cái Current View Only. Cái tích chọn này nó sẽ cho phép các bạn đó là chỉ hiển thị cái file mặt bằng tầng 1 này ở view mặt bằng tầng 1 mà thôi. Nếu các bạn bỏ tích nó thì các bạn có thể đi rất nhiều nơi các bạn vẫn thấy nó. Ví dụ như về 3D các bạn cũng sẽ thấy được bản vẽ này. Thì nếu các bạn không tích thì nó sẽ rất là rối loạn cho cái file dự án. Chúng ta làm mặt bằng thì chúng ta chỉ cần hiện nó mặt bằng mà thôi. Được chưa? Nên các bạn kích vào Current View Only. Chế độ màu sắc thì các bạn sẽ có 3 chế độ. Invert là nó chế độ sẽ giúp các bạn đảo màu trong CAD sang Revit. Ví dụ trong CAD thì chúng ta hay dùng nền đen, còn Revit đôi khi chúng ta dùng nền trắng. Nên để các nét layer màu nó được rõ ràng thì chúng ta có thể dùng chế độ Invert. Còn nếu các bạn chọn chế độ Preserve này là chế độ nó sẽ giữ lại màu sắc chính xác của màu sắc layer trong CAD nó như nào. Còn ví dụ như mình thì mình hay dùng chế độ Black and White, đen trắng. Phần layer thì mình sẽ chọn All. Còn nếu các bạn chọn Visible thì chỉ có những layer nào đang được layer on trong CAD thì mới được hiện lên. Thường thì file CAD chúng ta dọn sạch sẽ nên các bạn chọn on cho mình. Import Unit là đơn vị thì các bạn chọn đúng đơn vị cho mình.
Mặc định nó là auto detect, tức là nó sẽ tự động nhận diện. Ở đây mình sẽ thiết lập cho nó luôn là millimeter. Positioning là cái vị trí của file cache khi được đưa vào Revit. Nó sẽ có hai chế độ là auto và manual, tương ứng với tự động và di chuyển bằng tay. Và chúng ta thường là file cache chúng ta đã thiết lập tọa độ 0,0 thì chúng ta sẽ sử dụng chế độ là auto origin to origin, tức là nó sẽ lấy cái điểm 0,0,0 của cache đặt vào đúng điểm 0,0,0 của Revit. Và các bạn kích vào open. Các bạn sẽ thấy file cache đã được đưa vào. Chính xác. Và để thấy được cái tọa độ 0,0,0 thì các bạn có thể bật cái bóng đèn này lên. Các bạn thấy này, đây chính là tọa độ 0,0,0 của Revit và nó đang được đặt chính xác trục 1A của file cache như là mình thiết lập, được chưa? Mình kích vào đây để thoát lệnh. Và như vậy các bạn thực hành tương tự cho các tầng khác, ví dụ mình vào tầng 2, mình vào link cache. Và bây giờ mình sẽ không cần thiết lập này nữa mà mình kích vào trực tiếp luôn cũng được. Và tầng 3. Và các bạn làm tương tự cho các bản vẽ kiến trúc, ví dụ mình vào bản vẽ kiến trúc floor plan tầng 1. Link cache. KT tầng 1. Đó. Các bạn làm tương tự. Tuy nhiên trong cái bản vẽ chúng ta thì các bạn thấy là trong cái bản kết cấu á, là nó có một cái bản vẽ kết cấu mặt đứng, chính là cái file này. Mặt đứng này là mặt đứng trục 1,2, tương ứng với, nếu mà đúng cho các bạn hiểu thì các bạn sẽ thấy này, 1,2 tương ứng với mặt đứng hướng tây này. Thì các bạn có thể đưa cái bản vẽ mặt đứng này vào đúng view mặt đứng, nhưng nhiều bạn sẽ không biết là mặt đứng hướng tây là mặt đứng hướng nào, thì tây là west đó. Hoặc các bạn có thể làm cái thao tác là như sau đấy, 1,2 là nhìn từ đây sang, thì các bạn có thể kích vào đây, kích chuột phải, chọn go to elevation view, đây mặt đứng hướng tây. Sau rồi thì các bạn chọn link cache, các bạn chọn cái bản vẽ mặt đứng đó, open đó, thì các bạn sẽ thấy cái file cache mặt đứng đã được đưa vào đúng vị trí. Các bạn có thể bật bóng đèn này đó, 0,0,0 chuẩn chưa đó. Thì đấy là cách đưa các bản vẽ mặt đứng vào. Thế giờ sau khi các bạn đưa vào thì các bạn có thể làm một cái thao tác như sau, đó là các bạn sẽ thiết lập hiển thị của file cache để các bạn có thể dễ dàng làm việc nhất. Đen trắng thì đôi khi nó hơi gây các bạn cái sự khó nhìn. Thì các bạn có thể chọn cái file cache này và các bạn kích vào hình cái bút này cho mình. Và các bạn chọn override by elements. Sau đấy các bạn chọn projection line sổ xuống. Thiết lập cho nó một cái màu sắc. Ví dụ mình muốn file cache này nó có một cái màu cam chẳng hạn. Ok. Ok. Các bạn thấy này, tất cả những nét cache nó chuyển sang màu cam, nó rất là dễ nhìn cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn chọn file cache này và các bạn ở phía Protect các bạn chọn cho mình cái này về foreground. Chế độ này nó sẽ giúp các bạn là khi các bạn vẽ các đối tượng 3D thì cái file cache này nó không bị đối tượng 3D đè lên mà file cache nó luôn luôn hiển thị bên trên để các bạn có thể vừa vẽ vừa kiểm soát được việc là chúng ta vẽ có chính xác hay không. Như vậy thì trong clip này mình đã hướng dẫn các bạn nhé, làm hai điều. Một là các bạn import cache vào trong các bản vẽ mặt bằng, kết cấu, kiến trúc và bản vẽ mặt đứng. Và các bạn đã được học cách thiết lập hiển thị, chuyển nét màu và chọn về chế độ foreground để nó hiển thị được tốt nhất. Các bạn thực hành toàn bộ dự án này và toàn bộ các cái dữ liệu mình đưa vào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.